Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại. Chắc hẳn bạn tìm đến video này là vì mới mua DJI Mic 2 đúng không nào? Và đúng như tiêu đề của video thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xem hướng dẫn sử dụng cơ bản của chiếc mic này nhé. Nếu như bạn chưa sở hữu nó thì cũng không sao cả. Chúng mình đã có một cái video review nhanh về chiếc mic này. Bạn có thể tìm hiểu và tham khảo thêm ở trên kênh nhé. Trong bộ DJI Mic 2 chúng ta sẽ có một túi đựng, một hộp sạc bên trong gồm một RX, 2TX, hai adapter kết nối với điện thoại, hai nam châm gắn áo, hai bông lọc gió, dây 3.5 và dây USB-C. Để kết nối RX với máy ảnh, sử dụng dây 3.5mm để kết nối. Để kết nối RX với điện thoại, chọn adapter Lightning hoặc Type-C phù hợp với mẫu điện thoại bạn đang sử dụng. Gắn adapter này vào RX và cắm trực tiếp vào máy. Để sử dụng bông lọc gió, cắm trực tiếp bông lọc này vào mic. Để gắn vào áo, bạn có thể dùng kẹp hoặc sử dụng nam châm để gắn vào vị trí phù hợp. Để sạc thiết bị, sử dụng dây cáp Type-C để sạc. Để chuyển dữ liệu từ bộ nhớ trong của TX, kết nối dây này với TX đó và máy tính. Để sử dụng RX, bạn có thể bấm giữ nút tắt bật nguồn ở bên cạnh. Để kết nối với dây 3.5mm, chúng ta có một cổng out ở cạnh và một cổng cắm tai nghe. Ở dưới có tích hợp sẵn một hot shoe để gắn RX lên thiết bị và phần chân kết nối adapter. Màn hình chính sẽ hiển thị chế độ thu âm hiện tại, kết nối mic và số lượng pin còn lại của RX và 2TX. Vòng bấm xoay mới sẽ giúp chúng ta điều chỉnh âm lượng của từng mic hoặc của RX. Chỉ cần bấm vòng tròn này để chọn và xoay sang trái hoặc sang phải để tăng và giảm. RX có hỗ trợ cảm ứng, vuốt từ trên xuống để truy cập vào cài đặt. Ở đây chúng ta sẽ có Receiver Setting, Transmitter Setting và Setting. Ở Receiver Setting, đầu tiên chúng ta sẽ có lựa chọn chế độ thu cho mic, Mono, Safety Check hoặc Stereo. Kế tiếp là lựa chọn cài đặt theo thiết bị mà bạn đang sử dụng. Bên cạnh là điều chỉnh Receiver Gain. Chúng ta có thể kéo tăng hoặc giảm tùy nhu cầu sử dụng. Tiếp theo là điều chỉnh âm lượng tai nghe. Chúng ta bật tắt cái cài đặt, có bật tắt đồng thời RX cùng thiết bị quay hay không. Biểu tượng On to Off sẽ cho phép tắt bật khả năng tự động tắt của RX. Cuối cùng là tùy chọn kết nối mic. Đầu tiên, chúng ta có thể tùy chọn bật hoặc tắt low cut. Tiếp đến là điều chỉnh Transmitter Gain cho từng bộ phát. Bên cạnh là một tính năng mới có trên DJI Mic 2, 32-bit Float Recording. Bạn có thể tắt hoặc bật tùy chọn này theo nhu cầu. Một biểu tượng 32-bit sẽ hiển thị ở màn hình chính nếu kích hoạt tính năng này. Tiếp theo là tùy chọn Rec Stop Lock. Nếu bật, nó sẽ giúp bạn tránh được những tình huống bị nhấn nút Rec không mong muốn. Auto Record cũng là một tính năng được tắt mặc định. Nếu bạn chuyển sang chế độ bật, mic sẽ tự động thu ngay khi mở mic. Ở mục Storage, chúng ta sẽ dễ dàng kiểm tra được xem mỗi mic còn thời lượng thu là bao nhiêu. Vibration Notification sẽ là tùy chọn nên bật. Nó sẽ giúp mọi thao tác nhấn nút của chúng ta với TX sẽ được báo rung để biết mình đã nhấn thành công hay chưa. Cuối cùng là đèn LED tín hiệu. Tùy chọn này sẽ giúp lựa chọn tắt hoặc bật đèn hiển thị ở trên hai bộ phát. Ở mục Setting, chúng ta có thể điều chỉnh độ sáng màn hình của RX. Bên cạnh là mục ngôn ngữ, nhưng phiên bản này vẫn không có tiếng Việt, nên tiếng Anh mặc định là ok rồi nha. Mục Date and Time để điều chỉnh ngày giờ của mic. Factory Reset sẽ đưa tất cả về cài đặt ban đầu. Và hai mục cuối cùng là các thông tin liên quan đến mic. Nhấn giữ nút nguồn để tắt và bật TX. Nhấn nút nguồn một lần để tắt hoặc bật chế độ lọc ồn. Khi kích hoạt chế độ này, đèn xanh lá sẽ chuyển sang đèn vàng. Nhấn nút Rec một lần để thu âm bộ nhớ trong. Khi kích hoạt sẽ có đèn báo đỏ ở bên này. Bấm lại một lần nữa để kết thúc. Thường chỉ cần rút RX và TX từ hộp ra là cả hai đã kết nối với nhau. Tuy nhiên trong một vài trường hợp thì nó sẽ bị mất kết nối. Hoặc bạn muốn ăn link mic để có thể sử dụng độc lập thì hãy làm theo hướng dẫn này nhé. Ở trạng thái mất kết nối, đèn sẽ có nháy xanh. Bạn chỉ cần nhấn giữ nút Rec mấy giây là mic sẽ chuyển sang màu xanh dương. Sau đó nhấn giữ thêm mấy giây
đen sẽ chuyển sang xanh lá cây và kết nối thành công. Ok, và trên đây là tất cả những hướng dẫn sử dụng cơ bản để giúp bạn có thể làm quen và sử dụng thành thạo chiếc mic này. Hy vọng rằng nội dung này sẽ hữu ích với bạn. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.